Đồ gỗ Kinh Bắc xin kính chào quý vị. Và thưa quý vị, hôm nay là buổi chiều ngày 6 tháng 11 năm 2021 và chúng tôi thì đang có mặt tại một cái kho nhỏ của bên đơn vị Đồ gỗ Mỹ Nghệ Kinh Bắc để giới thiệu đến quý vị một trong những cái sản phẩm bộ câu đối quân thư và hoành phi câu đối nhé quý vị. Thì sản phẩm của đơn vị chúng tôi thì chia ra làm 3 dòng gỗ nhé quý vị. Đầu tiên là gỗ gụ Lào, thứ hai là gỗ hưng đá và thứ ba thì chúng tôi sản xuất trên chất liệu là gỗ gõ đỏ. Và đầu tiên thì chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một bộ sản phẩm. Đây là bộ sản phẩm hoành phi câu đối phẳng nha quý vị. Với kích thước chiều cao là 1m97, bản rộng là 67 phân và đục ba chữ là Đức Lưu Quang. Thì đây là một trong những cái sản phẩm mà đơn vị chúng tôi bán rất là chạy đấy ạ. Đó. Và cái phần khung thì chúng tôi làm bản rộng là 10 phân nha quý vị. Đó, phần khung rộng 10 phân và dày là 6 phân. Và toàn bộ phần ván lồng bên trong là dày 3 phân liền tấm, đục ba chữ là Đức Lưu Quang và kèm theo đó là 4 cây tứ quý nhé quý vị. Đó, 4 cây tứ quý Tùng Cúc Trúc Mai. Và đây là cái sản phẩm mà đơn vị chúng tôi làm trên chất liệu là gỗ gụ Lào nhé quý vị. Đó. Về quy cách cũng như độ dày thì đơn vị chúng tôi làm là ván lồng là dày đậu 3 phân. Đó. Và toàn bộ là chữ vạn được đục trên nền gấm nhé quý vị, có cả chữ nho lẫn chữ phụ đề bằng tiếng Việt. Đó, đây là một trong những cái sản phẩm đó, rất là đẹp và hơn nữa là chúng tôi làm rất là dày nha quý vị. Và hai vế câu đối thì chúng tôi đang để bên trong đây ạ. Đó. Câu đối dày 4 phân nha quý vị, cao 1m97, bản rộng 28. Đó, chất liệu cũng gỗ Lào nha quý vị. Và tiếp theo là một bộ đại tự lồng cuốn thư. Đó. Đại tự lồng cuốn thư nha quý vị. Thì bộ sản phẩm này thì có kích thước chiều cao là 1m97 đó. Và rộng là 67 phân. Và phần ván lồng thì vẫn là ván dày 3 phân nha quý vị. Đó. Và những cái điểm chấp lỗi đây ạ. Đó. Thì đây là một cái kho nên là chúng tôi để rất là nhiều hàng. Đó. Rất là nhiều hàng nha quý vị. Đây là bộ đại tự lồng cuốn thư. Và ở giữa thì vẫn đục ba chữ là Đức Lưu Quang nha quý vị. Đó. Về phần khung thì chúng tôi vẫn làm khung là bản rộng 10, dày là 6 phân. Đó. Rộng 10, dày 6 phân. Và tiếp theo là một bộ câu đối. Đó. Đây là bộ câu đối song long chầu nguyệt. Đó, song long chầu nguyệt nha quý vị. Và đây là bộ sản phẩm dày 5 phân của đơn vị chúng tôi. Đó, đây là hai vế câu đối có kích thước chiều cao là 1m97, bản rộng 28, dày là 5 phân. Đó. Song long chầu nguyệt. Đó. Diềm thì chúng tôi đục là diềm hoa mai và chim điểu nha quý vị. Đó, hoa mai và chim điểu đấy ạ. Và vế bên tay phải thì đục 7 chữ là Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh. Đó. Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh. Và bên tay trái là đục 7 chữ là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Về những cái sản phẩm trên chất liệu là gỗ gụ Lào thì nó cũng có rất là nhiều loại nha quý vị. Đó. Và riêng đơn vị chúng tôi thì chọn những loại gỗ rất là cực kỳ là tốt và thứ hai là gỗ rất là nặng nha quý vị. Đó. Chất gỗ rất là nặng. Cao là 1m97, bản rộng 28. Đó. Đây là phần câu đối của bộ đại tự lồng cuốn thư. Đó, bộ câu đối của bộ đại tự lồng cuốn thư. Thì đây là một trong những cái sản phẩm hàng dày 5 phân. Đó, dày 5 phân đấy ạ. Đó. Và bên trong thì chúng tôi cũng có rất là nhiều cái sản phẩm như quý vị. Đó, những cái bộ sản phẩm tích mai hóa long, tích phượng hóa đấy ạ. Thì chúng tôi làm với số lượng rất là nhiều. Thứ hai là để gỗ rất là khô. Đó. Và khi quý vị đăng ký đặt mua thì chúng tôi sẽ hoàn thiện về phần sơn và sau đó thì sẽ dát vàng Đài Loan. Đó. Và tiếp theo đó là một bộ sản phẩm bằng chất liệu là gỗ hương đá Nam Phi nha quý vị. Đó. Bộ này của chúng tôi thì dày 4 phân. Đó, dày là 4 phân. Gỗ rất là sáng nha quý vị. Đó, riêng chất liệu gỗ hương đá thì làm gỗ rất là sáng và khi quý vị nhìn gần thì nó có màu hồng, đó, chất hồng cánh sen. Và chất gỗ thì chúng tôi cũng chọn chất gỗ rất là nặng nha quý vị. Và diềm thì vẫn là đục diềm hoa mai và chim điểu. Đó, bản rộng 28, cao 1m97 nha quý vị. Đây là bộ song long chầu nguyệt. Đó. Rất đẹp nha quý vị. Bộ này chúng tôi là dày 5 phân. Đó, bộ dày 5 phân. Bản rộng 28, liền tấm nha quý vị. Và ở đây thì là chúng tôi xếp ra những cái sản phẩm bộ cuốn thư đó
Về chất liệu gỗ gụ thì để lâu thì nó có sẽ ra một cái màu lâu đen nhé quý vị. Đó. Xuống màu thì đảm bảo về chất lượng gỗ là gỗ rất là khô. Đó, gỗ rất là khô nhé quý vị. Đó, rất nhiều đấy ạ. Thì quý vị là quan tâm hoặc có nhu cầu muốn sở hữu về sản phẩm bộ cờ đối quân thư hay là đại tự lồng quân thư hoặc là bộ hoành phi cờ đối thì có thể liên hệ trực tiếp với đơn vị chúng tôi theo hai số hotline, đó là 0968 82 400 và 0868 82 400. Và địa chỉ cơ sở thì ngụ tại làng nghề thôn Châu Phong, xã Linh Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và tiếp theo thì cho quý vị xem. Đó, cho quý vị xem những cái bộ. Đây là bộ sản phẩm câu đối cuốn thư đó, được làm theo mẫu tứ linh. Bộ này dày 5 phân nha quý vị. Đó, để trong kho nên là ánh sáng nó hơi tối. Đó, bộ này bộ của chúng tôi là bộ dày 5 phân. Câu đối cuốn thư được đục theo tích tứ linh. Đó. Và bên trong thì là một bộ được làm trên chất liệu là gỗ hương đá Nam Phi. Đó, tích Mai Hóa Long. Và bộ phượng hóa đấy ạ. Đó, bộ phượng hóa ở bên trong. Rất là nhiều các sản phẩm nha quý vị. Và chúng tôi thì có những cái sản phẩm hàng đặt. Đó, đây là cái sản phẩm hàng đặt. Cao là 1m75. Đó. Cao là 1m75, bản rộng là 67. Đó. Thì đây là một trong những cái sản phẩm hàng rất là dày. Đó, rất là dày nha quý vị. Và cái video clip ngày hôm nay thì chúng tôi cũng giới thiệu qua về một số sản phẩm cũng như là một số cái mặt hàng mà khách hàng đã đặt của đơn vị chúng tôi. Thì quý vị là quan tâm hoặc có nhu cầu muốn sở hữu thì có thể điện thoại trực tiếp cho đơn vị chúng tôi theo số hotline, đó là 0868 82 400. Và địa chỉ của cơ sở thì ngụ tại làng nghề thôn Châu Phong, xã Linh Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đó. Và ngoài ra thì chúng tôi có sản xuất rất là nhiều các sản phẩm án than, án gian nhé quý vị. Đó, án gian thờ, sập thờ. Đó, thì đây là một bộ án gian triện tứ quý chân 12, chất liệu là gỗ gụ Lào nha quý vị. Đó. Triện tứ quý chân 12, chất liệu gỗ gụ Lào với kích thước đó là dài 1m97. Đó. Dài 1m97. Sâu là 1m07 và cao là 1m27. Và phần mặt thì chúng tôi làm là mặt dày là 1,2 phân. Mặt rất dày nha quý vị, khuôn tranh dày 4. Đó. Chân là chân 12, vai dày 6 phân. Và toàn bộ các phần ô vách là đục tứ quý tùng cúc trúc mai và được đục chạm thủ công mỹ nghệ bằng te. Đó. Và phần dạ là đục triện. Chất liệu gỗ cụ Lào nha quý vị. Sản phẩm để gỗ rất là khô. Đó. Gỗ rất là khô nha quý vị. Và video clip ngày hôm nay thì đơn vị chúng tôi cũng xin phép là kết thúc tại đây. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video clip lần sau. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.